Thanh Tùng kính gửi lời chào tái ngộ. quý khán giả của Net Việt TV chào mừng quý đến tiết mục Hot News Thanh Tùng. Câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi kể quý vị nghe về vụ án chấn động giết vợ và con của cựu luật sư nổi tiếng tại South Carolina là Alex Murdoch, người bị bồi thẩm đoàn phán là có tội trong việc sát hại vợ con của mình và sáng của ngày hôm nay vừa bị tòa án quyết định khung hình phạt là sẽ bị ngồi tù chung thân mà không được ân xá. Vậy, liệu Alex Murdoch, nhân vật chính trong câu chuyện này, người bị cáo buộc giết vợ con và bị ngồi tù chung thân, đó, có bị oan hay không? Dỡ lại trình tự của vụ án. Để có thể thấy rằng, vụ này không chỉ là một, mà nó chỉ là một trong hàng loạt các vụ án liên quan tới tiền bạc tài chánh của Alex Murdoch động cơ chính trong vụ giết vợ và con của Alex Murdoch là gì? Và dạ, điều mà nhiều người hết sức là là bất ngờ là bởi vì đại gia tộc của kẻ bị phán có tội vào ngày hôm nay là một đại gia tộc rất là danh tiếng tại South Carolina. Đại gia tộc này nhiều đời chứ phải là một đời, nhiều đời làm luật sư. Mà chẳng những luật sư mà làm công tố tức là chuyên kêu tội và xét xử người khác. Người chuyên môn kêu tội cho kẻ khác. Mà bây giờ, một trong những thành viên có đại gia tộc đó lại trở thành kẻ đứng trước giành móng ngựa. Bị xem là có tội, và đặc biệt bị xem giết vợ con của mình, nói dối để che giấu. Chúng ta sẽ tìm hiểu lại cái đêm 7 tây tháng 6 năm 2021, đêm định mệnh khi vợ và con của Alex Murdoch bị giết. Alex Murdoch đã ngụy tạo bằng chứng ra sao? Đây, và rồi tại sao lại phải giết vợ và con của mình? Tại sao chuyện xảy ra như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu. Thanh Tùng sẽ kể chuyện cho quý vị nghe rất hấp dẫn mà câu chuyện kinh hoàng luôn. Tuy nhiên trước hết sẽ được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Nhà hàng 360 đang nổi tiếng với dịch quay, heo quay, gà quay. Nhà hàng 360 đang được yêu thích với các món mì, cơm dĩa, cơm gia đình gồm canh chua, cá kho, thịt kho, heo sữa quay cho tiệc gia đình, tôm hùm sauce đặc biệt và party tray các loại như mì xào, cơm chiên, gỏi thái, gỏi chân gà rút xương, gỏi hải sản và các món chay. Nhà hàng 360 trong khu Việt Nam Thao trên đường Story Road San Jose 669 230 6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này. Mua hai sản phẩm Menado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408 528 9297 An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Town, San Jose. Mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496. Để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương, công ty Ly gửi quà, Ly gửi tiền lệ và Ly Travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra ba chi nhánh: chi nhánh 1648 Tholey Road 408 chi nhánh 1912 Ebon Road 408 528 6789, chi nhánh 769 East Capitol Avenue Milpitas 408 586 -9999. Paloma Cafe, ngay mặt tiền của thương xá Grand San Mall San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân giả Việt Nam, đang cận nhân viên phụ bếp và chạy bàn 408 277 0922. Andy Garden chuyên cung cấp sỉ và lẻ cho tất cả các loại cây nhiệt đới và citrus như cam, chanh, quýt, bưởi và tắc. Để cảm tạ quý khách đã phải đang ủng hộ Andy Garden trong suốt thời gian qua, chúng tôi sẽ giảm 10% cho quý vị mua trên 600 đồng hoặc tặng một cây có giá trị tương đương. Quý vị muốn tìm những cây độc lạ hiếm và khỏe mạnh, hãy đến với Andy Garden. Chúng tôi có ship xuyên bang và delivery khách hàng ở San Jose và các vùng lân cận. Chúng tôi còn có bán đất Ford Farm, Ready Ground là loại đất hầu hết nhà vườn Mỹ sử dụng. Có chậu 15, 20, 25, 45, 50 gallon. Andy Garden, 3861 Sharkway, San Jose, điện thoại 408-387-2037. Thưa quý vị, chào sáng của ngày hôm nay là sáng thứ sáu hôm nay là ngày 3 tây tháng 3 2023 thì tòa án tại South Carolina tuyên mức hình phạt là chung thân ngồi tù suốt đời không được ân xá dành cho bị cáo là cựu luật sư Alex Murdoch đó là tin mới nhất sáng ngày hôm nay và sau khi tuyên án xong chuyện gì xảy ra Luật sư Alex Murdoch sẽ tiếp tục bị giam giữ tại trại cải huấn của South Carolina và 45 ngày kế tiếp là quá trình nhằm đánh giá lại tình hình sức khỏe về thể chất cũng như về tâm thần của Alex Murdoch trước khi quyết định giam giữ ở đâu hình thức như thế nào. Cũng trong ngày hôm nay thì tòa án không cho biết thêm bất kỳ chi tiết nào ngoại trừ loan cái án chung thân. Nối tiếp theo sau, việc vào ngày hôm qua là ngày thứ năm, thì bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên. Quyết định, họ tin là Alex Murdoch đã giết vợ và con của mình vào ngày 7 tháng 6 2021. Thì trong số 12 thành viên của bồi thẩm đoàn có hai người không đồng ý kết tội. Một người thì không có ý kiến. Như vậy còn lại 9 người. Còn lại chính thành viên của bồi thẩm đoàn tin chắc 100% chính Alex Murdoch là người giết vợ và con của mình. Và theo lời kể của một trong số 9 thành viên đó, thì cái buổi mà thảo luận của bồi thẩm đoàn ngày hôm qua đó quý vị, cho chỉ hơn một tiếng đồng hồ là tìm ra được giải pháp, tìm ra câu trả lời. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ là tìm ra được phán quyết. Tên này có tội. Không cần phải bàn thảo quá lâu. Mặc dù tin tức cho biết rằng là cuộc thảo luận của 12 thành viên thuộc bồi thẩm đoàn trong vụ án của Alex Murdoch kéo dài chưa tới 3 tiếng đồng hồ. Nhưng trên thực tế, cái, cái thời gian mà tranh luận giữa các thành viên của bồi thẩm đoàn nó chỉ hơn một tiếng đồng hồ mà thôi có gì? Và trong phiên tòa vào ngày hôm qua, cái điểm mà khiến cho nhiều người chú ý là quan tòa đã nói với alex Murdoch là anh có biết là ở đây trong cái cái phiên xử phiên tòa ngày hôm nay ở đây khi mà tôi nhìn thấy hình ảnh chân dung của các vị quan tòa của những đời trước nó khiến cho tôi nhớ lại cũng cái phòng xử này. Ba đời gia đình của anh làm công tố. Ba đời gia đình của anh đã kêu án cho rất nhiều người. Đặc biệt kêu luôn cả án tử hình. Cho những tội nhẹ hơn của anh nhiều. Nên tôi chỉ muốn nhắc nhở anh. Anh xuất thân từ một gia đình danh gia vọng tộc như vậy và hôm nay với những gì anh gây nên tội ác giết vợ và con anh đã được tha cho cái tội anh đã được tha cho cái án tử hình chỉ còn lại là án chung thân ngồi tù suốt đời mà thôi nhưng tôi muốn nhắc nhở anh nhưng tôi tin rằng cái hình phạt đối với anh á hình phạt lớn nhất đối với anh á tôi tin rằng mỗi đêm khi anh chìm vào giấc ngủ thì oan hồn của vợ và con anh sẽ về thăm anh mỗi đêm. Đó, đó là lời của quan tòa. Thì Alex Murdoch trả lời lại, Thưa tòa, thưa quan tòa, thật ra tôi nhìn thấy vợ và con tôi mỗi ngày đó chứ. Cả ban ngày lớn ban đêm tôi đều nhìn thấy. Rồi, đó là tóm tắt những gì mà vừa xảy ra, vừa xảy ra hôm qua và hôm nay. Vậy, Chuyện gì xảy ra vậy có gì? Cả nước Mỹ họ xôn xao về cái câu chuyện này. Cả nước Mỹ họ xôn xao về vụ án này trong suốt hơn một năm vừa qua khi đem ra tòa mà xét xử. Báo chí, TV, truyền hình, kể cả các trang mạng. Họ đều đồng loạt đưa tin, đặc biệt là suốt ngày hôm qua tới ngày hôm nay. Tin liên quan tới kiểu luật sư Alex Murdoch bị xem là có tội trong việc giết vợ và con rồi thông tin liên quan tới việc Alex Murdoch bị phán chung thân, không được ân xá, tràn ngập các mặt báo vào ngày hôm nay trên toàn nước Mỹ. Có thể quý vị đã nhìn thấy, có thể quý vị đã nghe, nhưng có bao nhiêu quý vị nghe kể lại chi tiết của cái vụ án mạng như thế này và động cơ là gì? Khi mà chúng ta kết tội một ai phạm vào cái tội nào đó thì phải chứng minh được là người đó phạm tội ác phải có động cơ. Thứ nhất là bằng chứng. Đúng không quý vị? Phải có bằng chứng. Kế đến là động cơ. Thế bằng chứng trong vụ này là gì? Và động cơ trong vụ án giết vợ và con là gì? Tại sao một vị luật sư danh tiếng như quý vị, danh tiếng như Alex Murdoch trong một đại gia đình mà từ Alex Murdoch, từ luật sư cải trong các vụ án nổi tiếng ở khu vực của các tiểu bang phía nam của Hoa Kỳ. Cả khu vực South Carolina không ai là không biết tới danh tiếng của Alex Murdoch. Cha của Alex Murdoch, ông nội và kể cả ông cố đều là những người trong ngành tư pháp, đều làm trong ngành công tố nổi tiếng tại South Carolina. Vậy rồi, họ thành lập một công ty luật bề thế cái chuyện gì xảy ra dẫn đến việc mà một thành viên trong gia đình vọng tộc như vậy là có thể giết vợ và con của mình động cơ ra sao đêm đó diễn ra vụ án mạng như thế nào chi tiết thanh tùng kể quý vị nghe sau ít phút quảng cáo Thanh Tùng kính uh, gửi lời chào tới ngộ đến quý khán giả của Net Việt TV chào mừng quý đến tiết mục Hot News sẽ Thanh Tùng ở phần 2. Thanh Tùng kể quý vị nghe chi tiết của cái đêm mà vợ và con trai của Alex Murdoch bị sát hại và tại sao các nhà điều tra, cảnh sát và bên công tố họ tin rằng chính Alex Murdoch giết vợ và con của mình chứ không ai khác dựa vào bằng chứng nào, động cơ ra sao và bản thân Alex Murdoch đã làm gì để khiến cho bồi thẩm đoàn họ không tin tưởng và họ đồng ý phán tội giết người. Nhiều chi tiết lắm quý vị. Tuy nhiên trước hết sự giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News sẽ thanh tùng vào giờ này. Trung tâm thuế vụ hàng lê chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty, thuế thương mại, thuế nhân viên. Trung tâm thuế vụ hàng lê đã giờ về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose bên cạnh GMV và đối diện Costco 408 279 5843. Nhà hàng Phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya ở San Jose Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Việt Nam Thao San Jose mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya Phở 90 độ trong khu Great Mall Milpitas mở cửa từ chủ nhật đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối riêng thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose, 408 293 5900. Tái chế đúng cách tại San Jose thật dễ dàng, chỉ cần làm theo ba bước đơn giản này. 1. Hãy chắc chắn rằng đó là món đồ có thể tái chế. Nếu quý vị không biết, hãy truy cập sanjoserecycles.org. Hai, hãy chắc chắn rằng món đồ đó sạch sẽ bằng cách đổ bỏ và vết sạch mọi thứ đồ ăn hay chất lỏng khỏi món đồ tái chế. Và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, tái chế. Hãy nhớ rằng San Jose tái chế sạch, không dính thức ăn, không còn chất lỏng, không vấn đề gì. Tìm hiểu thêm tại sanjoserecycles.org. Center Pharmacy xin cảm ơn quý đồng hương đã tin tưởng chúng tôi trong suốt nhiều năm qua. Hiện chúng tôi có rất nhiều bộ Covid test để gửi đến quý đồng hương miễn phí. Chỉ cần gọi cho chúng tôi ở số 408 287 4899. Quý vị sẽ nhận được 4 hộp Covid test mỗi tháng nếu có các loại bảo hiểm Medicare, Medicaid, Aetna, US Healthcare và cho người trên 65 tuổi. Center Pharmacy có dược sĩ tận tâm nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi nhận tất cả các loại bảo hiểm, đặc biệt chúng tôi ngừa các loại virus và cúm mà không cần hẹn trước. Center Pharmacy tại 2643 Center Road, Kali 951111, điện thoại 4082874899, 4082874899. Các câu hỏi thường gặp về thuốc tiêm ngừa COVID-19. Con tôi có thể đến trường nếu cảm thấy không khỏe sau khi tiêm ngừa hay không? Nếu như trẻ bị sốt, nhức đầu, ấn lạnh hoặc cơ thể bị đau nhức sau khi tiêm ngừa thì nên ở nhà. Nếu cảm thấy đã khỏe hơn trong vòng 48 giờ, trẻ có thể trở lại trường. Nếu trẻ vẫn cảm thấy bệnh kéo dài hơn 48 giờ, hãy giữ trẻ ở nhà và nói chuyện với bác sĩ của cháu. Hãy vào trang sccfivrat.org để biết thêm thông tin. Rồi, thưa quý vị, như Thanh Tùng đã thưa, một đại gia đình danh gia giọng tộc nhiều đời làm luật sư, kể cả làm công tố của Alex Murdoch từ đời đời của mình, đời cha, đời để ông nội, để ông cố. Thế nhưng khoảng 4 năm về trước thì danh tiếng của đại gia tộc này bắt đầu bị hoang ố. Tức là khoảng vào năm 1000, à, năm 2019 khi mà cậu con trai 22 tuổi của Alex Murdoch tên là Paul Murdoch lái chiếc tàu lái chiếc tàu dài 17 phút của cha của mình. Trên đó chở một đống bạn đi ra ngoài biển chơi, ăn hào, ăn oyster, rồi dừng lại giữa biển uống rượu. Thì cậu này 22 tuổi mà, tuổi trẻ mà, uống rượu xong rồi mới lao cái chiếc tàu đó đụng, gây tai nạn ở trên biển. Khiến cho ba người bạn ở trên tàu bị hất xuống biển. Thì một trong ba người bạn đó bị chết mà phải đợi cả tuần lễ sau thì các ngư dân á, họ mới vớt được xác lên. Thì chính vì cái vụ này mà hình ảnh đẹp đẽ của một đại gia đình dòng tộc uy tín đó bắt đầu bị hoen ổn. Dẫn đến 2 năm sau, 7 tây tháng 6 năm 2021 thì bà vợ của Alex Murdoch, bà này tên là Margaret Maggie Murdoch năm nay 52 tuổi cùng với cái cậu con trai mà lái chiếc tàu của cha gây tai nạn khiến cho bạn của mình bị chết đó là cậu Ho Murdoch năm nay 22 tuổi hai mẹ con bị bắn chết vào đêm 7 tây tháng 6 2021 họ bị bắn chết ở đâu nhà đó thật ra phải nó gọi cái nhà cũng không đúng quý gì họ khá giả mà luật sư danh tiếng mà họ ở một cái nơi mình dùng cái chữ là một cái trang trại á quý vị cái, gì? cái trang trại rất là rộng rộng cả cả trăm mẫu cả trăm mẫu đất căn nhà không cũng nếu mà tính luôn cả một cái trang trại bên ngoài là tính bằng cả ngàn hecta hàng ngang mẫu đất lớn vậy đó thì ở trong cái trang trại đó là có nhà cửa rồi có nhiều khu vực khác nhau thì một cái khu vực được gọi là khu vực chuồng chó đi cái chuồng mấy cái khu vực mà để nuôi chó cái gì thì xác của bà vợ với cậu con trai của Alex mới được tìm thấy gần với cái chuồng chó lời khai của Alex mời chó là gì của gì? Đây anh th và thanh tùng kể lời khai trước nha. Ông kể với cảnh sát, Ổ kể với cảnh sát rằng là, ờ cái đêm hôm đó, ờ, uh, ông không có mặt ở nhà. vào thời điểm okay. vợ con bị bắn chết. Ông kể với cảnh sát rằng là ông rời nhà và, và rồi ông đi tới nhà cha mẹ của mình. Ông lái xe đưa mẹ của mình tới một thị trấn gần đó. Sau khi trở về nhà vào khoảng 10 giờ đêm của ngày 7 tháng 6, tìm thấy xác vợ và con của mình gần với khu vực chuồng chó, thì nó, oh, chính ông là người bốc điện thoại gọi 911 báo cho cảnh sát. Và okay. ông yeah, cũng then chứng minh that cho cảnh sát rằng là, thứ nhất, ông đã ra khỏi nhà okay. và đã có nhiều cú điện thoại gọi cho vợ và con, nhưng không thấy ai trả lời. Thì ra ông so trở về so thì mới thấy xác và ông <laughs> chứng minh bằng cái điện thoại của mình. Tôi có gọi vợ con của tôi khi tôi đang ở ngoài đường. Tôi không có mặt ở nhà, Đấy, quý vị thấy không? Okay. Làm sẵn bằng chứng luôn Có gọi cho vợ okay. Dạ rồi Ông còn cho cảnh sát biết Ông nghĩ kẻ mà giết vợ và con của ông Nó có liên quan tới cái vụ con của ông Say xỉn lá chiếc tàu của ông Gây tai nạn Khiến cho ba đứa bạn rớt xuống biển Một đứa bị chết Ông nghi ngờ có liên quan tới vụ đó Tức là ông cung cấp cho cảnh sát lời cung Để hướng dẫn dư luận đi một bên và quý vị đừng quên, ở thời điểm đó thì Alex Murdoch được cả cộng đồng xem ông như nạn nhân. Mất vợ mà mất luôn cả con trong cùng một đêm. Thương quá trời thương. Đúng không quý vị? Tuy nhiên, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ là kể từ khi họ tìm thấy được ông này nói dối. Làm sao họ biết ông này nói dối? Ông nói dối rất nhiều thứ. Nhưng có một thứ mà ông nói dối và bị lật tẩy đó là gì? Cái điện thoại cái phone cầm tay của cậu Paul Murdoch 22 tuổi bị bắn chết á, thì cái phone của cậu này cảnh sát tìm thấy, mở phone ra thì trong phone nó có những cái video cậu dùng phone của mình để quay hình của gì, cậu quay hình cậu ở gần khu vực chuồng chó chỉ một thời gian ngắn trước khi cậu cùng với mẹ cậu bị bắn chết và trong cái video đó có tiếng nói của ông Alex Murdoch. Khi cảnh sát mới cho nhân chứng nghe, quý vị nghe dùm trong cái video này, giọng nói này có phải là của Alex Murdoch hay không? Thì tất cả nhân chứng đều xác nhận đó là giọng nói của ổng là người cha, người chồng trong căn nhà. Khi lôi ông này ra là cuộc điều tra, chính ổng cũng xác nhận rằng ờ, giọng của tôi đó. Thế thì chuyện gì xảy ra? ông nói ông không có mặt ở nhà khi vợ và con của ông bị giết chết đúng không như thế tại sao cái video mà con trai của ông thâu hình bằng điện thoại thông minh của nó ở chỉ một thời gian ngắn trước khi nó bị bắn chết thì có cả giọng nói của ông đúng không quý vị chưa kể là cảnh sát còn tìm thấy vết máu trên cái áo thôn mà ông này mặc ở ngay cái đêm mà vợ con của ông bị bắn chết cảnh sát cũng chứng minh được luôn là ông này có thay đồ ngay trong cái đêm định mệnh đó. Tức là chỉ nổi trong vòng 1 tiếng 17 phút mà Alex đó có thể giấu được vũ khí, thay đổi quần áo trang phục, lau chùi hết tất cả mọi thứ, ngụy tạo lên bằng chứng để chứng minh mình vô tội. Nhìn lại câu chuyện thì sao có gì? Tại sao dẫn tới cái vụ này? Thì bây giờ cảnh sát mới bắt đầu cuộc điều tra thì biết rằng là Alex Murdoch là một vị luật sư nghiện ma túy. Ông khai với cảnh sát rằng một ngày đó quý vị, trong một ngày, những ngày, những tháng trước khi vụ vợ con ông bị giết, mỗi một ngày mà ông sử dụng hơn 2.000 mg oxycodone. Oxycodone là một loại chất được bác sĩ kê toa để giúp cho bệnh nhân giảm đau, giảm cơn đau và nó có thể gây nghiện. Thường á, thường á, mỗi ngày á thì chỉ có 10 cho tới 20 mg oxycodone để giảm cơn đau mà ổng khai với cảnh sát có ngày ổng uống hơn 2000 mg. Giống đó là tại vì tôi uống nhiều quá thành ra là cái đầu tôi không tỉnh táo cho nên tôi mới nói dối. À, bây giờ thử ổng ông thừa nhận là ông có nói dối trong vụ này, nhưng ông vẫn khẳng định ông không hề giết vợ và con của mình. Đó quý vị. Chưa. Cảnh sát lần ra thì mới biết rằng là ở cái thời điểm trước khi vợ con ông bị bắt, bị bắn chết. Ông thiếu nợ. Ông lấy tiền ở trong công ty luật của ông, ông biển thủ cả trăm ngàn mỹ kim. Ông lừa dối rất nhiều thân chủ trong văn phòng luật sư rất nhiều số tiền cả triệu Mỹ Kim và ổng liên quan tới hơn 80 vụ kiện liên quan tới tiền bạc. Cho nên ổng mới nghĩ ra bây giờ ông bị hối thúc quá về chuyện tiền bạc nó bí bách quá. Bây giờ tất cả mọi nơi đều đòi tiền ổng nếu không thì kiện ổng. Mà phải một nhiều nơi điều kiện như vậy. Cho nên ổng nghĩ ra cái chuyện giết vợ và con của mình để làm chi đánh lạc hướng dư luận. Để ông có thêm thời gian, có thêm thời gian để giải quyết những cái vụ mà biển thủ ăn cắp tiền của công ty và sử dụng tiền công ty. Nhưng ông không ngờ là kế hoạch này bị bại lộ. Và thậm chí quý vị biết ông còn thuê người bắn ổng. Thuê người bắn ổng để làm chi quý vị? Để hưởng tiền bảo hiểm nhân thọ của con trai của ổng. Cách triệu Mỹ Kim. Cảnh sát khám phá ra vụ này, ổng thừa nhận giả đúng tôi là người đã thuê người bắn tôi bắn vào đầu tôi, bắn phát những cái sợ quan vậy để tôi ăn tiền bảo hiểm con của tôi. Thế là qua đây mới hình ảnh gì? Đây là hình ảnh của một vị luật sư ngập trong nợ. Loay hoay không biết giải quyết về cái bi kịch về nợ nần của mình bằng cách bắn vợ và con của mình để đánh lạc hướng. Và bây giờ đến ngày bị xem là đền tội dành cho người chồng, người cha vô lương tâm đó. Đó là vụ án Alex Medot Cả nước Mỹ đang bàn tán qua hôm nay Và cách năm nay luôn Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị Thanh Tùng muốn uh, Chúc quý vị một cuối tuần An lành, hạnh phúc Và hẹn gặp quý vị tiết mục này Vào tuần tới